dual program, which is really important. Thư Ái quên nhấn mạnh nữa là trong cái học khu Westminster là một cái học khu rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất thưa với quý vị là học khu có tới 2 chương trình song ngữ. Và cái chương trình Việt ngữ, tức là Anh Việt, đó là cái chương trình đầu tiên trong cái tiểu bang California của mình. Mà cái chương trình đó bây giờ rất là thành công. Đúng. Tại các em đã được trắc nghiệm như cô nói là không những chương trình tiếng Việt mà còn chương trình tiếng Tây Ban Nha, tức là Spanish English Dual Program. Và những cái chương trình song ngữ này đó thì các em sẽ được học phần nửa thời gian tiếng Anh và phần nửa thời gian của cái ngôn ngữ mà các em chọn lựa. Is the Spanish also 50-50 model? It is a 50-50 model, and then they have coding immersed in both languages. Wow. Thì như Từ Ái vừa mới nói với quý vị là cái chương trình Anh Việt và cái chương trình của cái tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh đó, thì là các em học phân nửa thời gian tiếng Anh và phân nửa thời gian của cái ngôn ngữ các em chọn lựa, cho nên các em sẽ rất là mau giỏi và các em sẽ được không những là được học, được nói, được viết mà các em còn được học văn hóa của cái ngôn ngữ đó nữa. Thành ra cái đó là một cái rất là hay. Và như cô Michelle nói là cái chương trình mà lập trình, cái chương trình coding nó cũng là thuộc về là một cái ngôn ngữ khác luôn đó Chelsea. Thì cô nói là tất cả những chương trình này các em học tiểu học thì các em sẽ được học, mà nếu các em chọn thì các em vẫn có thể theo ở cái middle school, là cái trường giữa cái tiểu học và cái trung học, tức là high school, thì các em vẫn có thể chọn lựa những cái chương trình này. Thì nó rất là hay. Thank you Michelle. Thank you. Thì như Chelsea thấy là quý vị nào mà giống như là ở nhà thì nói tiếng Việt rồi, và bây giờ muốn cho em bé mấy em giống như lớp mẫu giáo trở lên để mà học thêm tiếng khác thì cái học Tây Ban Nha. Là có nghĩa là mình đâu cần phải là mình có thể là người Việt Nam mà mình vẫn học tiếng khác được. Thì là nếu mà là sau đó em sẽ biết 3 tiếng, tiếng Mỹ, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha. Thì kéo ra một cái mà là, nhưng mà cái tùy theo khả năng. Như con của Chelsea thì nó học thì con trai hay con gái, tùy theo mình là cái khả năng. Thì I was talking about like you can be you know, you speak Vietnamese, let's say if we speak Vietnamese at home and we're interested in another language, like we can have be into the Spanish English dual too. Absolutely. And really that's the point of all these programs, because you have the choice of giving your student the opportunity as a parent and advocating for them, and we want to provide different ways to bring passion to our students again as well. Đúng rồi, cái đó cũng là một cái ý kiến rất là hay. Như quý vị thấy là Chelsea nói, nếu mà không những là mình có thể cho con em mình một cái món quà là một cái ngôn ngữ, thêm một ngôn ngữ, mà có thể là đa ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ. Nếu ở nhà mình nói tiếng Việt rồi, các em dĩ nhiên là giỏi tiếng Anh rồi, nhưng các em vẫn có thể học cái chương trình Spanish Dual để các em nói thêm tiếng Mẹ. Thì như vậy là các em có được 3 thứ tiếng mà quý vị không có phải sợ gì hết. Tại vì những cái chương trình song ngữ này các em được giúp đỡ rất là nhiều. Các em có những cái thầy cô giáo rất là giỏi. Và như cô Michelle nói đó, thì không những là đó là những cái mà cái sự chọn lựa mà tốt nhất khi quý vị đến với học khu Westminster. Yeah, another thing I want to add on, according to the COVID, everything we learn online. So if they want to be in a dual class, is it in person or it can be online too? For this year, it's both, and all of our programs are offered in both the virtual setting and in person. Next year, our virtual academy that we are preparing and exploring, because there's still a big interest of that, we will have STEAM and arts and a college and career focus. The school sites, depending on the need and the interest, we're still exploring if dual will happen virtually, because it's so much more powerful. They've done an amazing job and our kids are doing great, but it's so much better to be there in person with the teachers. All of our staffs train so well with these programs. Cô Michelle cũng vừa mới cho biết thêm là như Chelsea hỏi đó, thì nếu mà các em mà học những cái chương trình song ngữ hoặc là những cái chương trình đặc biệt
thì các em được đến trường học và đối diện với các thầy cô, hay là các em phải học online, hoặc là năm sau thì các em có những cái sự chọn lựa gì, thì cô Michelle cho biết là hiện tại thì các em đã được trở lại trường. Tuy là không có nhiều giờ nhưng mà các em được gặp thầy cô, được gặp bạn bè, tuy là các em phải ngồi xa xa ra, và các em đã bắt đầu trở lại những cái ngày tháng mà mình cấp sách đến trường. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái sự khó khăn là tự nhiên khi mà Covid xảy ra thì các em bắt buộc phải học ở nhà, các em không có sự chọn lựa. Và bây giờ khi mà cái đại dịch nó đã có những cái sự khả quan hơn thì các em lại tự nhiên là bắt buộc phải đi học toàn thời gian, thì nó là một cái sự chuyển tiếp hơi là khó khăn cho một vài gia đình. Thì cô Michelle đang chuẩn bị cho ra một cái gọi là Virtual Online Academy, tức là các em sẽ được học, được thi, và các em sẽ được sinh hoạt online, tức là các em online nhưng mà vẫn có thể gặp bạn bè. Và cái chương trình này là đã được hình thành. Thì nếu như mà cô Michelle có đủ những cái số học sinh mà muốn tham gia thì chắc chắn cái chương trình này nó sẽ hình thành, và học khu sẽ có thêm một cái chương trình rất là mới, hoàn toàn mới. Thank you Michelle. Nhưng khi mà nghe thôi là Chelsea cũng muốn là tham gia, muốn học luôn. Vì một lớp tuy là online nhưng mà mình có thể học vẽ, học nhiều activities khác nữa. Thì có một cái là I want to know, do you have to be in the district to be enrolled? Or let's say because online right now and I'm in a different state, Georgia, I mean Florida, whatever state, can I enroll my child? That's a good question. So mm-hmm. just like with any of our other programs, we have inter-district transfers. So families mm-hmm. can actually enroll from outside. That's the best part of online learning, one of the many perks of it. It does provide flexibility for our families. But yes, because of the way we're setting it up, it is going to be a little different than other districts. So they would be able to be released. I'm not sure about the out-of-state part, but definitely in California, I know Orange County and surrounding areas, we have students from all over that are attending our district. Okay. Thì như Chelsea hỏi, cái câu này nó hơi khó một tí là nếu như mà chúng ta ở ngoài tiểu bang California mà chúng ta muốn tham dự những cái chương trình trực tuyến, mà những cái chương trình học online, mà cái academy thầy, thì các em có thể hay không? Thì cô Michelle nói là hiện tại cô chưa có câu trả lời chính xác, tại vì cái đó nó cũng hơi khó. Nhưng mà nếu mà đã có cái câu hỏi thì có thể là họ sẽ suy nghĩ là bây giờ học trực tuyến thì nó dễ, học online thì nó dễ dàng hơn. Nhưng mà có lẽ là cái chương trình này hiện tại vẫn dành riêng và vẫn dành cái sự ưu tiên cho các em học sinh ở trong cái Westminster District, là nó nằm ngay giữa cái Little Saigon của chúng ta đây, và các em sẽ được học. Nếu các em ở những cái district khác, Chelsea, thì các em có thể xin chuyển, các em đến cái học khu của mình và các em xin chuyển về Westminster District với lý do là học khu Westminster có những chương trình đặc biệt mà các học khu khác không có, và như vậy là các em sẽ được release, gọi là các em sẽ được thả đi thả đi để mà qua bên cái học khu mình, và các em sẽ được ghi tên vào những cái chương trình này. Thank you Michelle. Yeah, my thank you. Nghe em thấy là cũng có hay, có cái mỗi cái mình không biết được tương lai như thế nào, nhưng mà chị nói đó, là khi mà mình có câu hỏi thì trường sẽ bắt đầu họ suy nghĩ đến. Thì có một câu là I want to know more. According to right now, like I'm saying, so many things happens, and then parents, most of them work. They still work. Most of them are at home, but they're let's say they just came to America for a few years, so they're not able to fully help the child with their homework, and the children needs they still need more support on homework help. Is there any program or anything that's out there to support the students? You want to translate that question? yeah, let me translate that before it gets. Chelsea nói là nếu mà các em cần sự giúp đỡ để mà làm bài tập về nhà, tại vì như quý vị biết đó, ít nhiều thì trong cái thời gian đại dịch này thì cha mẹ cũng đã trở thành những thầy cô giáo của con em mình rồi.